chào các bạn, đây là cái đơn hàng cho một khách ở Nam Định và bây giờ mình đã trở tới địa điểm để mình cho đơn hàng này lên xe. Đó, hai cái đơn hàng này nó một cái bao cát với ba cặp răng, một cặp và hai cặp ngón tay và một cái bao cát hai. Và bây giờ mình đang chờ xe, tới. Xe mình đã được đặt trước và mình chờ tới, sau đó mình sẽ giao lại xe đó. Và cái đơn này là khách đã chuyển khoản 100% trên số tiền. Rồi bây giờ mình cũng chờ đợi nhé. Hình như mình tới rất là sớm, mình hẹn cách 6:30 sáng nhưng mà mới tới 6 giờ mình đã được các bạn đặt đây rồi. Và xe lộ cho các bạn, xe đã đi qua rồi. Cho mình cái số xe hiện tại nơi mà các bạn đang ở gần nhà, các bạn tiện thuận tiện nhất lấy hàng thì báo cho Windy thì báo cho mình sẽ chở cái hàng ở đây, mình sẽ liên hệ với nhà xe và gửi cái hàng lại cho các bạn. Rồi bây giờ mình cùng nhau chờ xíu rồi nhé, chờ xe tới nhé.